guys. Welcome to English teaching program on Hưng Yên TV. I'm Nguyễn Thị Hưởng. I come from Hưng Yên High School for Gifted Students. Chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh trên truyền hình môn tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Today, we will learn the lesson to continue our second term on the textbook. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học tiếp theo trong chương trình sách giáo khoa học kỳ 2. Now, before we start our lesson, please look at the pictures and guess the topic of the lesson today. Trước khi chúng ta bắt đầu vào bài học, các em hãy nhìn vào các bức tranh và chúng ta đoán cho cô giáo xem chủ đề của bài học ngày hôm nay. Picture 1. She's a teacher. Cô ấy là một giáo viên. Picture 2. He's a waiter. Anh ấy là một người bồi bàn. Picture 3. Ở trong bức tranh này thì các em thấy chữ sơ yếu lý lịch ở trong tiếng Việt và trong tiếng Anh chúng ta có cụm từ curriculum vitae hay là ghi tắt là CV. Picture 4. They are doing an interview and maybe a job interview. Ở trong bức tranh thứ tư, các em thấy họ đang phỏng vấn và có thể đây là một cuộc phỏng vấn xin việc. Vậy thì bây giờ các em có thể đoán được chủ đề của ngày hôm nay chưa nhỉ? The topic of the lesson today is the world of work, thế giới công việc. And the main part of the lesson today is getting started in language. And in language, we will learn vocabulary and pronunciation. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học hai phần chính là getting started và phần language. Và trong phần language thì chúng ta cũng sẽ học phần vocabulary và phần pronunciation. Now, let's start with the first one, getting started. Như chúng ta đã được học thì ở phần getting started chúng ta thường được nghe những cái đoạn hội thoại và qua đoạn hội thoại này thì chúng ta học được những từ vựng có liên quan đến chủ đề bài học. Và qua đoạn hội thoại cũng chúng ta cũng học được cái cách người ta giao tiếp trong hàng ngày và chúng ta học được cái ngữ điệu, ngữ âm. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại giữa Mai và Nam. Các bạn ấy nói về việc họ chuẩn bị cho công việc như thế nào. Now, please listen and read. And when you listen to the recording, please pay attention to the words highlighted. Khi chúng ta nghe thì các em cũng chú ý cho cô giáo những từ cô giáo đã đánh dấu trong đoạn hội thoại nhé. Unit 8. The World of Work. Page 30. Getting Started. Activity 1. Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work. Listen and read. Hi, Mai. Hello, Nam. How are things? Great, thanks. I found a job advertisement for the position of a waiter in a restaurant. I'm writing my CV to apply for the job. Can I see it? You asked to see the job advertisement. Okay, here it is. Oh, you're applying for this job. But you still go to school, Nam. Yeah, it's just a part-time job, and I'll only work at the weekend. My father advised me to get some work experience. Well, my mum thinks working while still at school is a waste of time. Really? She told me to focus on my studies. She advised me and my brother not to look for jobs until we have finished university. She also offered to do all the housework for us so that we have more time to study. I think your mother has her own reasons. I guess she wants you and your brother to be well prepared for your future jobs. I think so too. It's getting more and more difficult to get a good job nowadays. Yes, employers usually look for qualifications and relevant experience. They also want job applicants to be able to demonstrate their skills and qualities. Sounds very challenging. How can we do that? Before we apply for any jobs, we need to prepare a good CV and a covering letter very carefully. They should include information about relevant qualifications, experience, and skills. Yes, but will employers have time to read each application carefully? So many people are looking for jobs. You're right. There are usually a lot of job seekers applying for one position. Only a few of them are shortlisted for an interview. The job interview is also very important.
Only the best candidate is recruited. Sometimes there are even 2 or 3 rounds of interviews. Yes. Then new employees have to go through an initial period of probation when the employer will assess their performance and provide some training. If everything goes well, they will be confirmed as regular employees. It seems like hard work getting a job, Nam. I think I should start learning how to prepare my CV and practicing my interview skills. Okay, vừa rồi chúng ta vừa mới nghe đoạn hội thoại giữa Mai và Nam. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập đầu tiên. Complete the text with the correct form of the words from the box. Trong bài tập này chúng ta sẽ phải điền cho cô giáo 5 danh từ ghép và một từ viết tắt ở đây vào 5 chỗ trống. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu 5 từ và cụm từ này nhé. Thứ nhất chúng ta có từ CV. Thì các em thấy là từ này đã được nhắc đến trong phần warm up. Thứ hai chúng ta có từ job seeker. Các em biết đó là từ seek là động từ tìm kiếm. Và khi thêm đuôi ER thì thường đây chỉ một danh từ chỉ người. Cụm từ job interview thì đây cũng là một cụm từ chúng ta đã được gặp trong phần warm up. Covering letter, các em thấy từ letter là danh từ gốc ở đây. Vậy tí nữa chúng ta sẽ điền vào xem từ covering letter có nghĩa là gì nhé. Cuối cùng chúng ta có cụm từ job advertisement. Thì chúng ta biết advertisement có nghĩa là quảng cáo rồi, đúng không nào? Vậy bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa phần bài tập này. The first one, number one. Is a person who is trying to find a job. Là một người mà đang cố gắng tìm một công việc. Vậy thì vừa rồi trong các danh từ này chúng ta sẽ có danh từ job seeker là danh từ chỉ người. Vậy thì câu đầu tiên chúng ta sẽ điền được từ job seeker. A job seeker is a person who is trying to find a job. Đây là một người đang cố gắng tìm một công việc, đúng không nào? He or she often looks for notices in newspapers or other mass media. Người đó sẽ thường tìm kiếm một cái gì đấy mà là những thông báo ở trên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông. Vậy thì chúng ta lưu ý ở đây, họ sẽ tìm kiếm cái gì? Họ sẽ tìm kiếm những cái bài quảng cáo về công việc trên báo chí, đúng không nào? Và chúng ta cũng chú ý ở đây, từ notices, người ta để ở danh từ số nhiều. Vậy thì khi chúng ta điền danh từ vào, chúng ta sẽ phải điền danh từ số nhiều. So number two is job advertisements. Number three, if the job seeker is interested in the job and thinks that he is qualified for it, we have prepared a written record of his education and the jobs he has done, which is known as a curriculum vitae in its full form. Các em thấy là nếu người tìm việc đấy quan tâm đến công việc và nghĩ là người đó có khả năng để làm công việc đấy thì người đấy sẽ chuẩn bị một cái bản viết về việc học tập cũng như là công việc người đó đã làm trước kia, hay chúng ta gọi là sơ yếu lý lịch trong tiếng Việt, đúng không nào? Và chúng ta cũng có từ ghi tắt của curriculum vitae, CV here. Okay, so number three is CV. Now we move on to number four. He also needs to send a letter containing extra information, which is called a. Vậy thì ở đây chúng ta thấy người đó cũng cần phải gửi một lá thư. Chúng ta có từ gốc ở đây là letter. Vậy cụm nào sẽ có từ letter ở đây? Covering letter. So number four is covering letter. Vậy chúng ta có covering letter là gì nhỉ? Lá thư xin việc, đúng không nào? Now we move on to the last one. Và cụm từ cuối cùng chắc chắn sẽ là job interview, từ còn lại. If his application is impressive enough, he can be called for an interview. Nếu mà cái đơn xin việc đấy đủ hấp dẫn thì người đó có thể được gọi đến để phỏng vấn xin việc. Vậy thì vừa rồi, cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong phần bài tập đầu tiên và chúng ta đã nắm được một số những danh từ ghép về chủ đề công việc, đúng không nào? Now we move on to the next one. Exercise 2. Trong phần này cũng là phần từ vựng. Và các em thấy những từ ở cột bên trái này
là những từ xuất hiện trong phần getting started. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải ghép những từ này với những định nghĩa phù hợp. Vậy bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những từ này nhé. Ở trong những từ này, chúng ta thấy có hai động từ là apply và recruit. Có hai danh từ là qualification và probation. Có một tính từ là relevant. Vậy khi chúng ta đọc các định nghĩa, các em cũng phải xác định cho cô giáo xem nó là người ta định nghĩa loại từ gì. Ví dụ như find ở đây sẽ là một động từ, hay là make ở đây cũng là một động từ. A certificate, blah blah blah, cũng là một danh từ này. A period of time là một danh từ. Hay correct, suitable, nó là một tính từ, đúng không nào? Và chúng ta sẽ quay trở lại bài đọc để hiểu thêm những cái từ này nhé. Now, the first one, I'm writing my CV to apply for the job. Vậy thì tôi viết bản sơ yếu lý lịch để làm gì đó công việc. Chúng ta phải chú ý cái apply for the job. Sang từ tiếp theo, chúng ta có employers usually look for qualifications and relevant experience. Vậy ở đây danh từ qualifications và tính từ relevant. Những người chủ thì thường tìm kiếm cái gì đó và những kinh nghiệm như thế nào đó. Vậy các em chú ý cho cô cái cụm từ đó. Từ tiếp theo đó là từ recruit. The job interview is also very important. Only the best candidate is recruited. Ở đây nó là một động từ, đúng không nào? Và cuộc phỏng vấn thì cũng rất là quan trọng. Chỉ những ứng viên giỏi nhất thì mới được làm gì đó, đúng không nào? Và từ cuối cùng đó là từ probation. Then new employees have to go through an initial period of probation. Sau đó thì những người mới đi làm sẽ phải trải qua một khoảng thời gian gì đó, mà trong khoảng thời gian này những ông chủ sẽ đánh giá cái việc họ làm việc như thế nào và có thể là cho đi đào tạo thêm, đúng không nào? Vậy thì vừa rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cụm từ này. Bây giờ cô trò mình cùng nhau chữa phần bài tập này. Now, so number one, apply. It is a verb. There are two verbs here. And look at here, we have an application is the noun from apply. So number one matches with D, make a formal application or request. Vậy chúng ta có apply, có các em nhìn thấy danh từ application ở đây và nó có nghĩa là nộp đơn xin việc. Đúng không nào? Now we move on number two. Recruit. Vậy động từ còn lại ở đây sẽ là động từ find new people to join a company or organization. So, recruit means find new people to join a company or organization. Và có nghĩa là gì? Tìm kiếm những người mới để tham gia vào một công ty hoặc là một tổ chức. Vậy thì có nghĩa là tuyển dụng trong tiếng Việt, đúng không nào? Now we move on to number three, qualification. Vậy thì ở đây các em thấy nó là một danh từ, và trong hai danh từ này thì chúng ta thấy sẽ phù hợp vì là những ông chủ sẽ tìm kiếm những người mà có kinh nghiệm và bằng cấp, đúng không nào? Và chúng ta có cái danh từ certificate or a degree. Ở đây có nghĩa là một cái chứng chỉ hoặc bằng mà bạn có được sau khi mà mình hoàn thành một khóa học hoặc là vượt qua một kỳ thi. Vậy thì câu số 3 sẽ ghép với B, đúng không nào? Number 3 matches with B. Now number 4, the only adjective here. Câu thứ 4 là một tính từ duy nhất ở đây. Vậy các em thấy định nghĩa của tính từ là gì? E, correct or suitable for a particular purpose. Các em thấy đúng hoặc là phù hợp cho một mục đích nào đấy. Và chúng ta có là thích đáng, thích hợp ở trong tiếng Việt, đúng không nào? And the last one is C. Probation means a period of time during which your employer can see if you are suitable for the job. Và từ cuối cùng thì đó là định nghĩa còn lại, đúng không nào? Đây là một khoảng thời gian mà người chủ có thể xem bạn có phù hợp với công việc đó hay không. Vậy thì chúng ta sẽ nói là thời gian tập sự ở trong tiếng Việt, đúng không nào? Now, let's revise these words. Apply. Xin việc. Application. Đơn xin việc.
Applicant, applicant, người xin việc. Vậy thì từ động từ apply chúng ta có hai danh từ là application và applicant. Recruit, recruit, tuyển dụng. Các em chú ý, vừa rồi thì chúng ta học tuyển dụng là động từ, nhưng tuyển dụng từ recruit nó còn là danh từ và khi ấy nó có nghĩa là người được tuyển dụng. Qualification, qualification, bằng cấp. Relevant, relevant, thích đáng, thích hợp. Probation, probation, thời gian tập sự. Vậy vừa rồi chúng ta đã học và nắm được những từ này. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm bài tập để áp dụng những từ này nhé. Now we move on to the next exercise. Complete the text with the correct form of the words. Ở đây chúng ta sẽ phải điền những từ này vào trong 5 chỗ trống. Và những từ này vừa rồi chúng ta đã được học rồi đúng không nào? Vậy thì khi làm bài tập này, các em phải nhớ cho cô là ta phải đọc kỹ những chỗ trống và xác định những chỗ trống cần điền trong đoạn văn đó là loại từ gì. Sau đó chúng ta đọc kỹ cả câu trước, cả câu sau để nắm được ý nghĩa của từ đó và chúng ta điền vào cho nó đúng. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm phần bài tập này. Apply for a job is a process of several stages. Nộp đơn xin việc là một quá trình bao gồm một vài bước. First, when a new job is advertised, people by sending their CVs and covering letters. Đầu tiên, khi một công việc mới được quảng cáo, thì mọi người làm gì đó bằng việc gửi cái sơ yếu lý lịch và thư xin việc của họ. Dĩ nhiên ở đây họ sẽ nộp đơn xin việc, đúng không nào? Vậy thì câu đầu tiên chúng ta sẽ điền được động từ apply. Okay, now we move on to number two. All these CVs and covering letters are then screened, and only the applicants with suitable experience and are shortlisted and invited for a job interview. Trong câu này thì các em lại chú ý cho cô, đây là một câu khá dài và có hai chỗ trống đúng không nào? Ở đây các em chú ý cho cô động từ screen. Khi là danh từ chúng ta biết screen chính là màn hình đúng không nào? Thế nhưng trong trường hợp này nó lại là một động từ và động từ screen có nghĩa là sàng lọc, các em lưu ý cho cô. Tiếp tục chúng ta có động từ shortlist. Ở đây là shortlisted. Thì shortlist ở đây có nghĩa là đưa vào danh sách sơ tuyển. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ điền được như nào nhỉ? Number 2, it needs an adjective. Ở đây câu số 2 nó sẽ cần một tính từ bổ nghĩa cho applicant. Vậy tính từ duy nhất ở đây sẽ là relevant. Chỉ những người nộp đơn xin việc phù hợp, có kinh nghiệm phù hợp và kinh nghiệm sẽ đi liền với bằng cấp đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ điền được cho cô qualifications. Now we move on to number 4. If the candidates can perform well and impress the interviews, and impress the interviewers during the interview, they can be. Vậy thì ở đây nếu mà ứng viên đó có thể thực hiện cái cuộc phỏng vấn tốt và gây ấn tượng cho những người phỏng vấn trong cuộc phỏng vấn của mình thì họ có thể được và họ có thể được gì? Tuyển dụng đúng không nào? Trong câu này các em cũng chú ý cho cô, ở đây sẽ cần một động từ nhưng là đằng sau to be, vậy chúng ta sẽ sử dụng nó ở thể bị động. And number 4, won't be recruited but in past participle recruited. They can be recruited. Next, the new recruits often go through a period. Vậy thì từ cuối cùng cần điền ở đây sẽ là probation. Và tiếp theo thì những người mới được tuyển dụng thường phải trải qua một thời gian tập sự đúng không nào? So number 5 is probation. Vậy chúng ta đã nắm rõ cho cô giáo về những từ này chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sang phần bài tập tiếp theo. Khi chúng ta đã học xong phần từ vựng thì chúng ta sẽ trả lời phần bài đoạn hội thoại một cách dễ dàng hơn đúng không nào? Now we move on to the next one. Read the conversation and answer the questions about it. Chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn hội thoại giữa Mai và Nam và chúng ta sẽ trả lời cho cô giáo từng câu hỏi. Now number 1. What is Nam doing? Các em chú ý người ta hỏi về Nam. What is Nam doing? In the conversation, Nam says,
I found job advertisement for the position of a waiter in a restaurant. I'm writing my CV to apply for the job. Bạn ấy nói I'm writing my CV to apply for the job. Vậy thì ở đây câu trả lời của chúng ta, the answer is he is writing a CV to apply for a part-time job. Okay? Now we move on to the next one. Does Nam's father want him to work? Why a school? Why or why not? Ở đây người ta hỏi về bố của bạn Nam đúng không nào? Vậy thì ở đây bố của bạn Nam có muốn bạn ấy làm việc trong khi đi học không? Tại sao có hoặc là tại sao không? In the conversation, we see that Nam says, yeah, it's just a part-time job and I only work at the weekend. My father advised me to get some work experience. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là yes or no nhỉ? Yes, he does. Because he wants his son to get some work experience. Now we move on to the next one. What about Mai's mother? Thế còn mẹ của bạn Mai thì sao? Does she want her to work while at school? Why or why not? Now in the conversation, Mai says, she told me to focus on my studies. She advised me and my brother not to look for jobs. So, the answer is no, she doesn't. She wants her to focus on her studies. Okay? Now we move on to number four. What information do job seekers need to include in their CVs and covering letters? Vậy, thông tin gì mà những người xin việc cần phải đưa vào trong cái sơ yếu lý lịch và thư xin việc của mình? Now, in the conversation, Nam says, before apply for any jobs, we need to prepare a good CV and a covering letter carefully. They should include information about relevant qualifications, experience, and skills. So that is the answer for this question. Okay? They need to include information about their relevant qualification, experience, and skills. Vậy họ cần phải đưa thông tin về bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng của họ vào trong bản sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu đúng không? Và thư xin việc đúng không nào? Now we move on to number 5. Why is the probation period important? Vậy tại sao cái khoảng thời gian tập sự lại là quan trọng? Now in the conversation, Nam says, yes, then new employees have to go through an initial period of probation when employer will assess their performance and provide some training. That is the answer for number 5. Bởi vì khi ấy thì những người chủ sẽ đánh giá cái việc họ làm như thế nào và có thể để gì họ đào tạo thêm đúng không nào? So, the answer is because it is a period when the employer can assess their employer's performance and provide them with some training. Now we move on to the last one. Do you think you are ready for work? Why or why not? Vậy thì ở đây các em chú ý, you, tức là các em, ở đây các em sẽ phải tự trả lời câu của mình là mình đã sẵn sàng để làm việc hay chưa? Và lý do là tại sao, đúng không nào? Ví dụ chúng ta có thể trả lời là I'm ready for work. Because I want to get some experience. Okay? Đấy, các em có thể trả lời một cách ngắn gọn như vậy cũng được. Và phần này thì cô yêu cầu các bạn sẽ làm thành phần bài tập về nhà. Now we move on to the last part of our lesson today, pronunciation, stress words, exceptions. Như các em đã được học trong phần bài số 7 thì chúng ta cũng học về trọng âm trong câu, đúng không nào? Và trong phần bài 7 thì chúng ta đã được học đó là trợ động từ và động từ khuyết thiếu không được là trọng âm trong câu khi mà nó ở thể khẳng định, đúng không nào? Thế nhưng hôm nay chúng ta sẽ học về stress words nhưng có sự ngoại trừ về trợ động từ và động từ khuyết thiếu. Now please look at do you know. Cả lớp chúng ta sẽ nhìn vào phần do you know trong sách giáo khoa. The first point,
When auxiliary verbs and modal auxiliaries are not followed by a verb, they are stressed. Khi mà trợ động từ và động từ khuyết thiếu mà không theo sau bởi một động từ thì chúng vẫn được đánh dấu trọng âm trong câu, đúng không nào? Now look at the example and listen to me. I come to the party if I can. Bình thường can thì không được đánh dấu trọng âm, đúng không nào? Nhưng vì đằng sau nó ở đây không có một động từ cho nên cô vẫn nhấn mạnh. Now, the second example, we would lend you the motorbike if we could. Đấy, could cũng tương tự như vậy, vẫn phải nhấn mạnh trong câu. The second point, chúng ta sang ý thứ hai. Auxiliary verbs are stressed when they are used in contradictions. Trợ động từ được nhấn mạnh khi chúng được sử dụng trong lời cãi lại. Các em chú ý ở đây, trong văn phong giao tiếp chúng ta nói là lời cãi lại. Now look at the example here. You haven't applied for the job. I have applied for it. Vậy thì ở đây, have, bình thường trợ động từ không được dấu nhấn trong câu, nhưng mà I have applied for it ở đây được dấu nhấn. Vì bạn A nói, bạn đã không nộp đơn xin việc. Bạn B nói, tôi có nộp đơn xin việc. Vậy thì ở đây phải nhấn mạnh, đúng không nào? Now we move on to the last point. Auxiliary verbs are also stressed when they are used in time contrast. Trợ động từ cũng được nhấn mạnh khi mà chúng được sử dụng để thấy rõ cái sự khác biệt về thời gian, để đối chiếu, để nhấn mạnh. Vậy các em chú ý cho cô. Now look at the example. He wasn't interested in that job, but he is interested in it now. Bình thường is cũng không được đánh dấu nhấn vì nó là trợ động từ, nhưng ở đây người ta muốn đối chiếu việc bây giờ và việc trong quá khứ, vậy thì người ta vẫn nhấn mạnh, đúng không nào? Vậy thì chúng ta lưu ý cho cô ba ý khi chúng ta học về trọng âm trong câu và có những cái đặc biệt như vậy. Now we move on to practice. In this, you have to listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. Khi chúng ta nghe và nhắc lại phần này, thì các em chú ý cho cô, chúng ta hãy gạch chân cho cô giáo những từ là trọng âm trong câu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lần đầu tiên. Unit 8, page 32. Language. Pronunciation. Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. 1. I'll help you to write the CV if I can. 2. We would send you the application if we could. 3. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can. 4. He isn't interested in that job, but she is. 5. She has the right skills to do the job, and he does too. 6. You can't work under time pressure. I can work under time pressure. 7. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. Okay, so now please practice the each sentences. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập từng câu một. Now listen and repeat and paying attention to the stressed words. 1. I'll help you to write the CV if I can. I'll help you to write the CV if I can. 2. We would send you the application if we could. We would send you the application if we could. 3. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can. Her mother can't help her with the job application letter, but his sister can. 4. He isn't interested in that job, but she is. He isn't interested in that job, but she is. 5. She has the right skills to do the job,
and he does too. He has the right skill to do the job, and he does too. 6. You can't work under time pressure. I can work under time pressure. You can't work under time pressure. I can work under time pressure. 7. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. Vậy vừa rồi chúng ta cùng nhau luyện tập phần listen and repeat the sentences and paying attention to the stress words. And that is the last part of our lesson today. Đó cũng là phần cuối cùng trong phần bài ngày hôm nay. Và phần này chúng ta sẽ về luyện tập thêm ở nhà cho cô nhé. Now, this is the homework for you. At home, please learn more vocabulary about the topic work. Answer question 6 in getting started. Exercise 2 in both written and spoken forms. Practice about stress words in sentences and prepare for the next lesson. Về nhà, các em nhớ chúng ta học thêm từ về chủ đề công việc và chúng ta trả lời câu hỏi số 6 trong phần getting started. Và các em hãy luyện tập thêm về trọng âm ở trong câu và chúng ta chuẩn bị cho bài tiếp theo nhé. That is the end of our lesson today. Goodbye and see you again. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em.